Chào mừng các bạn đã đến với kênh tôi là Nghị Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một cặp đực ba bê, một con ba bê bông, con ba bê đen. Đây đứng trước mặt bạn là con ba bê bông nè, đòn dài nè, dai hở nè, chân móng hoàn thiện ba bê bông các bạn. Con này lúc trước có bị viêm da nha, lúc nhỏ đó các bạn có bị viêm da, bây giờ lớn rồi liền hết các bạn, lớn rồi liền hết các bạn. Đó, cặp đực ba bê này tầm 7 tháng tuổi các bạn, 7 tháng tuổi. Chân móng đồ hoàn thiện xương cối. Dai hở. Đòn dài. Dai hở đòn dài ba bê bông, đồ cận cảnh anh em thấy luôn. Cao 1m1 bò. Đít cao 1m14. Ba bê bông này cao 1m1, đít cao 1m14. Đó, tầm 7 tháng tuổi các bạn. Chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn, xương cối kịch cộm, đít cơ múi. Con này lúc nhỏ có bị viêm da nha các bạn, giờ lớn rồi nó liền hết rồi các bạn không, xương chà bá luôn, da mỏng lét. Ở tầm 7 tháng tuổi các bạn, cặp đực ba bê này chủ báo giá là 34 triệu các bạn, 34 triệu. Ở anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video. Còn tiếp theo đít chà bá luôn, đòn dài dai hở nè, đít chà bá luôn, đòn dài dai hở nè. Con này là nhìn nó pin dữ lắm nha các bạn, pin dữ lắm. Chân móng đồ hoàn thiện, da mỏng lét, đòn dài, nó lai sâu có ngang, lưng một lưng. Đó, bò này tầm 7 tháng tuổi các bạn, cái đầu này các bạn không, chà bá luôn, tầm 7 tháng tuổi các bạn. Đó, cặp đực ba bê này thì chỗ báo giá là 34 triệu các bạn, 34 triệu. Ở anh em là bạn bè là có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn trực tiếp số điện thoại chú bò nha. Đo cận cảnh anh em thấy luôn, cao 1m1 bò nè, đực ba bê này cao 1m1 đít nè, đực ba bê này cao 1m1 dài hở đòn dài, cao 1m1 bò đít cao 1m14 luôn các bạn, cao 1m1 bò đít cao 1m14 luôn. Giá 34 triệu các bạn, 34 triệu cặp đực ba bê này nha. Bò tầm 7 tháng tuổi các bạn, bò tầm 7 tháng tuổi. Đó, anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò, mình comment dưới màn hình các bạn. Con này da mỏng lét nè, lưng thẳng đòn dài dai hở, da mỏng lét, lưng thẳng đòn dài dai hở, đít chà bá xương cối. Đó, đít chà bá xương cối. Đó, cái đít này các bạn không, chà bá nè, xương cối. Đít chà bá xương cối các bạn, dài cực kỳ hở đòn dài, chân móng đồ hoàn thiện. Giá 34 triệu cặp đực ba bê này các bạn, 34 triệu. Bò tầm 7 tháng tuổi các bạn, cặp đực ba bê đồng khích nha luôn nha. Điều cao 1m1 bò đít cao 1m14.